với ai dần lối lỡ va vào nhau giữa dòng đời. Liệu mình lướt qua nhau hay bên nhau với nhau trọn đời? Chịu đường trăm lối sao lại chọn cùng đường nơi tôi? Uống nhầm ánh mắt khiến tôi say cả đời. Thế giới này có bảy tình người mà sao để thành đôi? Thắc mắc em chỉ cười rồi đi hay chọn ở cạnh tôi? Có người gặp rồi bước qua nhau vì tiếc nhau cái gật đầu. Có người đi có kẻ ở nợ chưa thật sâu hay ác cảm ngay lần hello đầu. Hello các bạn, xin chào cả nhà. Chào mừng các bạn đến với buổi reaction phim. Và hôm nay thì Bóng đang có mặt trên chuyến xe của Beyond để reaction lại một bộ phim. Và là một trong những bộ phim chủ điểm của tháng 4, có tên là Tâm Lớp Lỡ Va Vào Nhau. Sao lại không đi, lại chọn chú tướng ngay tụi tôi làm gì? Để giờ điều ước gặp một người đó đi, anh nguyện điều trước kéo lỡ xuân thì duyên số ta đâu dễ lặp lại và thanh xuân ta cũng đâu quá dài. Anh thì không có tật nợ dài, nhưng nếu nợ em chẳng muốn nợ hoài. Không ai dần lối lỡ va vào nhau giữa dòng đời. Liệu mình lướt qua nhau hay bên nhau với nhau trọn đời? Chịu đường trăm lối sao lại chọn cùng đường nơi tôi? Uống nhầm ánh mắt. Lên đây chụp ảnh đúng không? Lên đây em chụp. Cẩn thận. Lên đây. Chịu đường trăm lối sao lại chọn cùng đường nơi tôi? Uống nhầm ánh mắt khiến tôi say cả đời. Không biết ai dẫn lối lỡ va vào nhau giữa dòng đời. Liệu mình lướt qua nhau hay bên nhau với nhau trọn đời? Chịu đường trăm lối sao lại chọn cùng đường nơi tôi? Uống nhầm ánh mắt khiến tôi say cả đời. Tôi mua rồi ta sẽ vỡ thêm tiếng cười với ngọt ngào sữa thơm cảm ơn.